Tám biển, ly kỳ và thú vị về đàn piano. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Như chúng ta đã biết, piano là một trong những loại đàn nổi tiếng bậc nhất trên thế giới và được mệnh danh là vua của các loại nhạc cụ. Quen thuộc là như vậy, nhưng các bạn có biết những cây đàn piano được ra đời và hình thành phát triển như thế nào? Đâu là những loài động vật chơi piano siêu đỉnh nhất trong thế giới động vật? Hay những chiếc đàn kỳ dị bậc nhất trông sẽ có gì bất ngờ đây? Vừa qua thì Kính Lúp đã nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn khán giả mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về loại nhạc cụ quen thuộc này, nên trong video ngày hôm nay hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và giải mã các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu đàn piano có từ khi nào. Các bạn thân mến, đàn piano hay còn được gọi là dương cầm là cây đàn được ví như là vua của các loại nhạc cụ. Nhưng nếu so với các loại nhạc cụ khác thì dường như piano vẫn chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi mà thôi. Được biết, tiền thân của những cây đàn piano hiện đại ngày nay là đàn harpsichord được phát minh bởi người nghệ sĩ tài hoa Bartolomeo Cristofori vào đầu những năm 1700 ở Ý. Tính đến nay, tuổi đời của piano mới chỉ có 322 năm, vẫn chưa là gì so với cây đàn guitar được phát minh vào thế kỷ thứ 8. Về hình dáng của cây đàn piano đầu tiên trên thế giới thì nó khác hẳn so với cây đàn piano ngày nay, bắt đầu với một dây như đàn độc huyền của người Hy Lạp và chẳng được ai để ý tới. Khi đó, Cristofori, một nhân viên của bảo tàng nhạc cụ thành Florence dưới trướng của hoàng tử Ferdinando, đã cải tiến chiếc đàn clavecin và không đếm được bao nhiêu thử nghiệm và bao nhiêu thời gian, nhưng phải đến năm 1709, phát minh vĩ đại nhất của ông mới được ra đời, được đặt một cái tên mới là clavicembalo Core Piano Air Force. Sau này, người ta gọi ngắn lại là harpsichord và cuối cùng là piano. Đến thế kỷ thứ 19 thì những chiếc đàn piano có phím đàn đen trắng kết hợp đã được sản xuất hàng loạt và nhanh chóng trở thành phổ biến khắp châu Âu. Dù giá thành cho mỗi chiếc đàn khi đó rất là đắt đỏ, xương xương cũng lên tới 100.000 đô la, tương đương với hơn 2 tỷ đồng. Đến năm 1820, những cây đàn piano bắt đầu được thiết kế bằng kiềng sắt nhằm tạo ra âm thanh vang và mạnh mẽ. Trải qua cả vài trăm năm hình thành và phát triển, đến nay piano đã trở thành loại đàn phổ biến và được yêu thích nhất nhì thế giới. Vậy thì để sản xuất ra một cây đàn liệu có khó hay không? Chúng ta cùng khám phá ngay ở phần tiếp theo nhé! Thứ hai, đàn piano được sản xuất như thế nào? Nếu không phải là những người có am hiểu chuyên sâu về đàn, ắt hẳn ai nấy nhìn vào chiếc đàn piano đều không nghĩ để làm ra được một cây đàn hoàn hảo khó đến mức độ nào. Thực tế, những chiếc đàn piano tuy trông không quá đặc biệt nhưng lại có tới 12.000 bộ phận khác nhau, trong đó thì có đến 10.000 bộ phận chuyển động, và người chế tác phải lắp đặt tất cả chúng một cách chính xác nhất thì mới có thể cho ra đời những âm thanh hoàn hảo nhất. Cụ thể, người ta phải chỉnh chu từ khâu lựa chọn vật liệu như là gỗ bạch dương, phong, linh sam, sồi, gụ hay là gỗ anh đào cùng một số kim loại đồng thau và phần nỉ ở bộ phận giảm chấn. Tiếp đến chính là công đoạn khéo léo nhất, dùng gỗ để tạo ra khung đàn, vành trong, vành ngoài chiếc đàn và bảng âm thanh soundboard. Kế đến là tỉ mỉ chi tiết, đòi hỏi tay nghề cực cao như là hai khối gỗ dán trên bảng đầu âm thanh, cố chốt pin block và turning pins, 88 phím, 203 dây được tôi luyện từ thép carbon cao với lớp bọc đồng quấn quanh dây đàn và còn cả búa bằng nỉ trên ống chốt bằng gỗ nữa. Nói chung, để tạo ra một cây đàn piano hoàn chỉnh và xịn sò là chuyện không hề đơn giản. Do đó, không quá ngạc nhiên khi nhà thơ George Bernard Shaw đã mô tả cây đàn piano là loại đàn hoàn hảo nhất trong tất cả các loại nhạc cụ. Và trải qua bao nhiêu năm thì cây đàn đã tạo nên vô số những kỷ lục khiến ai nấy không khỏi trầm trồ. Thứ ba, những kỷ lục siêu đỉnh từ đàn piano. Đầu tiên, đó chính là chuyên gia dương cầm Ruslan Idavetos đến từ thành phố St. Petersburg đã lập kỷ lục thế giới về khả năng chơi ngẫu hứng về đàn piano trong suốt 50 giờ liên tục. Quá là khủng khiếp hoảng hốt, chả cần ăn uống gì, chơi đàn là đủ no rồi. Tuy nhiên, nếu xét về số lượng thì kỷ lục Guinness hòa nhạc 639 người chơi, 666 chiếc đàn piano cùng một lúc tại huyện Vũ Cường, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc mới là đỉnh của chóp, vang cả bầu không gian luôn. Bao ngầu nhất thì phải kể đến trường hợp của chàng thanh niên Mỹ Dotanner Green đã bỏ việc và bán nhà, chỉ mang theo cây đàn piano và một chú chó để đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong suốt hành trình 5 năm du lịch của mình, Dotan đã đi tới 300 thành phố ở 21 nước, gặp gỡ hàng nghìn người từ các quốc gia khác nhau như Mexico, Canada và châu Âu. Có lẽ anh chàng muốn truyền lửa đam mê cho những người anh đã gặp chăng? Nhưng mà thật sự là bê quả đàn to tướng mà đi phượt thế này thì đúng là không ai vượt mặt anh chàng này rồi. Và các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với kỷ lục nào kể trên? Hãy để lại comment chia sẻ xuống phần bình luận nha. Tiếp đến là những cây đàn kỳ lạ nhất mà bạn không tin là chúng tồn tại. Thứ tư, những cây đàn piano kỳ lạ nhất. Đầu tiên chắc chắn không thể bỏ qua một trong những phát minh điên rồ nhất mọi thời đại, đó chính là cây đàn piano mèo Cassian Clavier, độc nhất vô nhị khi mà sử dụng đuôi mèo thay cho dây đàn.
Được biết, những hình ảnh sớm nhất về chiếc đàn kỳ lạ này xuất hiện từ những năm 1600, tức là nó đã được làm từ hơn 100 năm trước khi chiếc đàn piano thật ra đời. Theo như một bác sĩ sống ở thế kỷ thứ 19, thì đàn piano mèo được phát minh ra là để chữa bệnh u sầu cho hoàng tử. Về nguyên lý hoạt động thì những chú mèo này được sắp xếp ở vị trí tùy theo cao độ của tiếng kêu của chúng, và mỗi khi bấm một phím đàn thì một vật nhọn sẽ chạm vào một trong những chiếc đuôi của chú mèo, khiến cho chúng kêu lên để tạo thành âm thanh cho đàn piano. May mắn thay là nhạc cụ này không bao giờ trở thành hiện thực, chứ không là sẽ dấy lên một cuộc tẩy chay piano để bảo vệ các bé mèo chứ chẳng đùa. Và cái đàn piano mèo chỉ xuất hiện trong cuốn sách Magia Universalis Nature as Artist của nhà khoa học Caspar Schott mà thôi. Chiếc đàn thứ hai cũng ấn tượng không kém chính là chiếc đàn piano hình tròn cực độc lạ mang tên Piano Arc của tài năng keyboardist đỉnh đám bậc nhất thế giới Brockes Passions, nổi bật với 294 phím đàn trên hình tròn, giúp cho nghệ sĩ có thể thoải mái sáng tạo từ mọi hướng, hoặc thích chơi trội thì có thể kết hợp chơi 2 hoặc 3 người cùng một lúc thế này thì cũng được luôn. Tuy nhiên, nếu để mà xét về độ chất chơi người rơi thì phải kể đến ngôi nhà hình piano siêu khổng lồ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Với tổng thể ngôi nhà là hình cây đàn piano đen sang trọng, và muốn bước vào nó thì phải đi qua chiếc đàn violon siêu khủng làm bằng kính. Nói chung là thấy góc nào cũng sang xịn mịn hết, rất phù hợp với những bạn thích check-in sống ảo. Nhưng mê nhất là phải kể đến cây piano siêu VIP Pro mà không phải ai có tiền cũng mua được đâu. Thứ 5, những cây đàn piano xịn sò nhất thế giới. Nổi bật trong danh sách lần này chính là cái tên vàng trong làng đắt đỏ, Piano Hansmann Kirito. Đây được đánh giá là cây đàn piano đắt nhất thế giới, cả về giá trị vật chất cũng như lịch sử. Với thiết kế bằng pha lê trong suốt siêu sang trọng và tuyệt đẹp, được biểu diễn lần đầu tiên tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, không quá ngạc nhiên khi giá trị của cây đàn lên tới 3.220.000 đô la, tương đương với 75 tỷ đồng. Choáng ngợp không kém chính là cây đàn piano lớn nhất trên thế giới, được chế tạo bởi một thanh niên 25 tuổi. Trên thực tế, khi bắt đầu chế tạo một nhạc cụ khổng lồ nặng 1,4 tấn và dài 5,7 mét, Adrian Mann mới chỉ có 21 tuổi. Anh là một nghệ sĩ chỉnh đàn piano đến từ New Zealand, và quả thực phải là người đam mê piano đến nhường nào thì anh mới có thể dành tới 4 năm thanh xuân để hoàn thành kiệt tác của mình. Trái ngược với đó chính là chiếc piano nhỏ nhất trên thế giới, The Steinway White House in Miniature, được chế tạo bởi nghệ nhân Paul Gentle, người đã mất 16 năm để chế tạo, lắp ráp, hoàn thiện vào năm 1903 để dành tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt. Thoạt nhìn, nó giống như một mô hình, nhưng đây là một chiếc đàn piano thực sự có thể phát ra âm thanh với tỷ lệ 1:7 so với cây đàn Steinway thật. Đồng thời, đây là nhạc cụ thu nhỏ đầu tiên được nhận danh hiệu Piano Steinway & Sons. Wow, nhìn cây nào trông cũng thích mê các bạn nhở. Và tiếp theo là những gương mặt vàng trong làng piano nổi tiếng bậc nhất mọi thời đại. Thứ 6, những thiên tài piano nổi tiếng nhất thế giới. Các bạn thân mến, được đánh giá là thần đồng âm nhạc, nhà soạn nhạc người Áo Wolfgang Amadeus Mozart chính là cái tên đứng đầu trong danh sách những thiên tài bẩm sinh về piano và là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Được biết, Mozart sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc mạnh mẽ. Ông có tài âm nhạc hơn hẳn những người khác. Bất kỳ ca khúc nào, bất kỳ kỹ thuật đàn khó đến mức nào, chỉ cần được bố dạy qua một lần là ông có thể hoàn thành và hiểu được ngay. Khi lên 4 tuổi, Mozart đã chơi piano rất thành thục, kể cả những bản nhạc khó. Và khi lên 5 tuổi thì ông đã có cho mình những bản sáng tác piano đầu tiên. Trời ơi, 5 tuổi nhiều đứa trẻ ăn cơm còn phải bón. Vậy mà Mozart đã chơi đàn siêu đỉnh đến như thế thì quả là thiên tài đích thực rồi. Không thua kém gì Mozart, nhà soạn nhạc cổ điển người Đức Ludwig van Beethoven chính là cái tên thứ hai đình đám trong top những thiên tài piano. Là thế hệ tài năng sau Mozart, nên từ nhỏ Beethoven đã được tiếp cận và lĩnh hội những tinh túy trong âm nhạc cổ điển của Mozart, để rồi từ đó ông đã trở thành người mở đường cho trường phái âm nhạc lãng mạn mới sau này sẽ phát triển rực rỡ ở châu Âu. Theo nhiều tài liệu, Beethoven bị điếc hoàn toàn vào năm 49 tuổi, nhưng ông vẫn không từ bỏ việc sáng tác. Tương truyền ông đã sử dụng một cái que đặt vào màng nhĩ để khi đánh piano sẽ tạo ra độ rung cho màng nhĩ, qua đó có thể cảm nhận được tiếng nhạc. Quả thật, đây là một tài năng mà khó ai có thể vượt qua. Và thông thường thì khi mà đầy đủ cả bàn tay, chơi piano đã rất khó rồi. Nhưng với cậu bé Alexey Romanov, 15 tuổi, sống tại thành phố Chelyabinsk của Nga, sinh ra với khuyết tật không có đôi bàn tay, điều này không làm ảnh hưởng đến tình yêu mà cậu bé dành cho âm nhạc, đặc biệt là đàn piano. Romanov đã tự học chơi đàn piano chỉ bằng cách lắng nghe âm thanh của từng phím đàn. Sau khi làm quen với các phím đàn, cậu thiếu niên đã chăm chỉ luyện tập chơi đàn mỗi ngày cùng với sự giúp đỡ của những người bạn.
Romanovs có thể chơi đàn thành thạo piano dù không có đôi bàn tay như những người bình thường khác. Quả là đáng khâm phục nghị lực của cậu bé phải không các bạn? Và không chỉ có con người mới chơi được đàn piano đâu, mà mấy con pet ở nhà chơi đàn cũng được giật phết đấy. Thứ 7, những loài động vật chơi đàn piano cực ngầu. Bạn có tin là loài động vật cũng yêu ca hát và âm nhạc như là con người hay không? Nếu mà chưa tin thì những em pet sau đây sẽ khiến các bạn phải bất ngờ lắm đấy. Được biết, Buddy Mercosi đến từ Long Island, New York của Mỹ là một chú chó yêu âm nhạc đến mức mà nhiều người phải kinh ngạc. Chú chó thường xuyên tự chơi đàn piano bằng hai chân trước rất điệu nghệ, thậm chí còn vừa đàn vừa hát bằng cách hú lên từng hồi dài. Và cũng bởi những khoảnh khắc đáng yêu cực phiêu mà kênh YouTube mang tên chú chó đã có tới 119.000 fan đăng ký, cùng với video có lượt xem cao nhất lên tới hơn 19 triệu view luôn. Quả là một thành tích đáng nể mà không phải YouTuber nào cũng có được. Và ngoài Buddy Mercosi thì cô lợn bé nhỏ có tên là Timbo gần đây đã làm cư dân mạng dậy sóng với khả năng chơi đàn piano tài tình của mình. Nhưng hot hit nhất một thời chính là bé mèo có tên là Fraso, nổi tiếng qua kênh YouTube Keyboard Cat, đang giữ mốc khoảng 300.000 người follow với rất nhiều video là cảnh chú ta đang say sưa đánh đàn, nhìn dáng chơi có vẻ giả chân lắm, không biết là có chơi được thật không, nhưng mà có video đầu tay lên tới 67 triệu view mới khiếp. Và các bạn ấn tượng nhất với tài năng của em pet nào kể trên thì comment chia sẻ cho mọi người nha. Cuối cùng là những lợi ích không tưởng mà piano đã mang đến cho chúng ta. Thứ 8, piano xoa dịu những nỗi đau. Các bạn thân mến, từ xưa đến nay, âm nhạc thì luôn được coi là thứ ngôn ngữ vô hình, giúp con người ta trở nên đồng cảm, gần gũi nhau hơn, nhất là ở phương Đông cổ xưa. Âm nhạc còn được dùng để chữa bệnh và tiếng đàn piano lúc cao vút, lúc trầm lắng cũng không ngoại lệ. Theo các nghiên cứu từ các chuyên gia, tiếng đàn piano đóng vai trò như một liều thuốc đánh bay sự căng thẳng. Nó có thể làm giảm huyết áp, giảm căng thẳng và khiến bạn cảm thấy tích cực hơn nhiều. Thậm chí, tiếng đàn piano còn được chứng minh là có thể chữa lành những tổn thương của chứng trầm cảm, nhất là phục hồi trí nhớ. Điển hình như trường hợp của ông Edward Hardy, 98 tuổi, ở viện dưỡng lão Mellifont Abbey. Ông lão mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer và luôn thu mình trong sự trầm cảm im lặng. Ông gần như không muốn giao tiếp với bất cứ ai, thậm chí nhiều khi còn tự la hét và đập đầu xuống sàn. Tuy nhiên, khi được Sam Kinsella, một điều phối viên trong các hoạt động âm nhạc, tặng cho cây đàn piano, vì biết rằng Edwards từng là một nghệ sĩ dương cầm trong ban nhạc Sam Hardy Trio và dường như món quà đã giúp hồi sinh ông lão già tội nghiệp mất trí nhớ, nhưng ông không quên những nốt nhạc năm nào và Edwards đã chơi đàn mỗi ngày, để rồi kỳ tích xuất hiện, âm nhạc đã giúp cho ông lão gần trăm tuổi phục hồi trí nhớ. Quá là kỳ diệu luôn phải không các bạn? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ liên quan đến đàn piano, một trong những loại nhạc cụ nổi tiếng và phổ biến bậc nhất trên thế giới. Và các bạn cảm thấy bất ngờ với sự thật nào nhất? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.